chúng ni tối nay cầu được trí chi mẹ toàn. Nam mô Tát Sa về những cái
cả những cái vật liệu nó có thể kết cấu kết hợp lại với nhau, thì nó là những cái duyên. Khi nhân duyên đã đầy đủ rồi thì nó sẽ ra quả. À, kết quả của nó là cái ngôi nhà được hình thành. Nếu mà chỉ có nhân nhưng không có duyên thì sẽ không có quả. Mình giờ mình chỉ có ý tưởng thôi, nhưng mà không đủ điều kiện để làm là thiếu duyên, cho nên không làm được. À, nếu như mà mình chỉ có duyên mà không có nhân thì nó sẽ không có quả. À, mình có đầy đủ điều kiện nhưng mình không có ý tưởng, không có cái chủ trương, không có cái sự cố tình làm, nó không tạo thành. Tất cả mọi cái đều phải có nhân, có duyên như vậy thì nó sẽ có quả. À, nếu có đủ nhân và đủ duyên thì quả. Nếu nhân duyên mà không đủ, duyên không đủ thì quả nó không trổ. À, bây giờ có nhân, có hạt giống cho mình và đem đi trồng, mình có đất nhưng mà lại không có nước, đấy là thiếu hạt giống. Có đất, có nước nhưng không có ánh sáng, rồi là không có cái sự chăm sóc hợp lý nữa, nó không có quả. Đấy, cái yếu tố nhân duyên là như thế. Rồi là duyên nó có thể nó có cái sự quá mạnh hoặc quá yếu. Ví dụ như cái duyên mạnh quá mà cái nhân yếu quá, đôi khi nó không trổ quả được. Thế rồi như là bây giờ mình có cái hạt giống mình chăm sóc nó quá mức, mình cho nó uống quá nhiều nước thì nó chết, mình cho nó ăn quá nhiều phân nó chết, hoặc là nó quá ít. Thì nhân duyên nó phải hoặc nó phải tương xứng, nó phải hòa hợp. Nhân duyên nó phải ở cái mức vừa đủ thì nó sẽ thành tịnh. Nếu mà nó chưa đủ duyên thì nó sẽ không thành tịnh. Vậy thì bây giờ cái vấn đề thiền tuệ phân biệt nhân duyên là phân biệt cái gì ở trong đấy? Là nhân duyên của những cái pháp tận cùng đó. Chứ của các cái sắc chân đế. Thì bây giờ thông qua những cái pháp tương đối mình sẽ hiểu được nhân duyên ở cái mức độ gọi là trong cái cuộc sống thế gian, áp dụng trong cái đời sống thường nhật này, là mình những cái pháp nhân duyên mà mình có thể quan sát được bằng mắt, đó là những cái pháp nhân duyên nó ở cái mức độ tương đối mình có thể suy tư suy luận và mình có thể hiểu được bằng cái tâm thức bình thường, đó thì mình cũng có thể hiểu được những cái pháp nhân duyên ở trên thế gian này. Còn nhân duyên ở trong cái pháp mà thiền tuệ thì nó sẽ phân biệt những cái pháp nhân duyên của những cái pháp chân đế, của những cái pháp thâm sâu tột cùng, mà chỉ có bằng cái tuệ minh sát, tức là bằng cái ánh sáng trí tuệ của cái tâm thanh tịnh thì mới thấy được. Thì cái thiền tuệ nhân phân biệt nhân duyên đấy nó sẽ đi đến cái sự giác ngộ về chân lý. Và cái sự quán chiếu về nhân duyên ở trong cái đời sống thường nhật này, nó cũng làm cho mình khai mở ra được cái trí tuệ, khai mở ra được cái chánh kiến ở cái mức độ tương đối, phân biệt được đúng sai phản trái, chánh tà hay dục. Và nó cũng là một trong những cái pháp trí tuệ rất là sâu sắc của thế gian, có những cái pháp học rất là sâu sắc ở thế gian này. Cũng là một cái người mà được học cái pháp nhân duyên, được tư duy theo cái quan chiếu của nhân duyên, thì cái người đấy sẽ không rơi vào những cái tệ nạn như là mê tín hay là những cái tà kiến, những cái tư tưởng không chân chánh, những cái tư tưởng bất thiện, và cái người đấy sẽ phát triển được cái thiện và cái tuệ, cái thiện tâm cùng với những cái trí tuệ mạnh từ những cái quán chiếu cái nhân duyên. Nhân ở đây ví dụ như một cái hạt thóc cũng được coi là nhân, đất nước ánh sáng là duyên và mong muốn nó là kết quả. Tất cả mọi cái sự vật hiện tượng từ đất trời cỏ cây hoa lá, tất cả chúng sinh muôn loài hiện hữu ở trên thế gian này đều phải có hai cái yếu tố, đó là có nhân và có duyên. Bây giờ thấy tất cả mọi cái con người sinh ra trên đời phải có nhân và có duyên. Mình có thấy được thế nào là nhân, thế nào là duyên của một cái người, một cái chúng sinh, một cái con người nó hiện hữu là thế gian này. Nhưng một đứa trẻ bây giờ nó sinh ra đời, nhân gì duyên gì mà đứa trẻ này nó sinh ra đời? Nhân gì duyên gì đó, nó phải có cái nhân. Cái nhân là cái nghiệp hữu của nó ở trong quá khứ, nó phải có cái nghiệp. Cái nghiệp của nó là cái nghiệp phù hợp, xứng đáng được sinh lại làm người. Nó phải có cái duyên, duyên là nó có cha mẹ, nó là cái duyên để nó đến với cuộc đời này, nó có những cái người
xã hội ở xung quanh là cái duyên để cho nó trở thành một cái con người sống ở trong một cái xã hội đấy. Thì đấy, nó có nhân, có duyên của con người như vậy. Và khi đứa trẻ đó, tại sao nó lại sinh là người nam, đứa kia nó lại sinh là người nữ? Thì cái nhân của nó khác nhau, và cái duyên của nó khác nhau. Nó có cái nhân tố khác nhau. Bởi vì cái nhân của nó là nó đã tạo cái nghiệp tương xứng để sinh là người nam. Nó có cái tâm, cái ước muốn như vậy, cái khuynh hướng như vậy. Đấy là cái khía cạnh về nhân. Nó đã tạo tác cho cái nhân như thế. Và cái duyên là nó đầy đủ cái duyên để nó được sinh ra là một người nam, là một người nữ. Khi sinh ra trên đời, tại sao lại có đứa trẻ mà nó thông minh, có đứa trẻ nó ngu dốt? Thì cái đấy nó là nhân, nó cũng là duyên. Tại sao mà có cái đứa trẻ này thì nó an vui mà đứa kia thì nó luôn luôn gặp những chuyện khổ đau? Thì đấy là những cái, nó có nhân và có duyên của nó. Cho nên là khi mà cái nhân ở trong quá khứ nó gặp được cái duyên phù hợp với nó thì nó sẽ trổ. Và vậy thì một con người mình sẽ có rất nhiều nhân, và trong cái cuộc sống mình sẽ gặp rất nhiều duyên, và nó sẽ trổ quả theo cái nhân và cái duyên đấy. Nếu như cái nhân trong số vô và những cái nhân mà mình đã tạo, và mình sẽ gặp những cái duyên nào phù hợp thì nó sẽ trổ quả đấy. Cái duyên nào phù hợp nó trổ quả đấy. Ví dụ như là trong quá khứ mình đã từng có cái nhân, đó là cái nhân giải thoát. Mình đã từng ước nguyện chứng đắc niết bàn, cũng có. Nhưng là có những cái nhân duyên về cái đời sống vợ chồng ở thế gian nó cũng có. Vậy thì bây giờ nó sinh ra ở trên đời này, bây giờ thì nó sẽ trổ quả như thế nào? Ví dụ như là nó gặp cái duyên thì nó trổ quả đấy. Ví dụ như là cái người đấy nó gặp cái duyên là lớn lên gặp Phật Pháp, thì cái người đấy sẽ trở thành người đi tu, bởi vì nó đủ duyên và nó đã có cái nhân ước nguyện ở trong quá khứ. Nhưng mà cũng có người có cái nhân đấy nhưng mà lại không có gặp được duyên, sinh ra ở một cái vùng biên địa xa xôi, không có giáo pháp, thì cái nhân đấy nó tạm thời nó dừng lại và cái nhân khác nó trổ quả. Vậy và cho nên là cái pháp duyên khởi nó là một cái pháp nó trồng chất, nó trùng trùng. Nó rất là rộng lớn, là một cái pháp rất là rộng lớn và rất khó có thể hiểu sâu sắc và rất khó có thể mà hiểu hết được. Chỉ có cái trí tuệ toàn giác của Đức Phật mới có thể hiểu hết được, mới có thể hiểu cặn kẽ được, mới có thể thấy rõ được các cái pháp duyên khởi này mà không có một chút nào bị che lấp. Còn là trí tuệ của một vị không phải là Phật Chánh Đẳng Giác thì chỉ thấy được ở một cái mức độ tương đối nào đấy, thấy một cái góc độ nhỏ bé nào đấy, và nó đã cảm thấy nó rất là sâu sắc, nó rất là thâm sâu. Và một người là hiểu được cái pháp nhân duyên thì mình có thể thấy được cái sự thật, thấy được cái từ cái sự thấy, cái biết của mình nó rất là đúng đắn và nó rất là chân chánh và nó rất là hợp lý. Và mình sẽ thấy tất cả mọi cái gì nó đến với mình nó cũng đều là do nhân, do duyên. Tất cả những cái gì mình được không phải là tự nhiên mà được, mà nó là do có nhân và nó có duyên, nó trổ thành cái quả đấy. Những cái gì mình mất đi nó cũng là cái nhân, cái duyên. Khi mà nó trổ cái quả đấy, nó khiến cho mình mất đi. Mình được tài sản, mình được sắc đẹp, mình được danh tiếng, địa vị, quyền lực, thì cái đấy nó có cái nhân trước và nó gặp đủ duyên nên nó cho mình đầy đủ những cái thứ đấy. Mình bị mất đi sức khỏe, mình bị mất đi nhan sắc, tài sản, và bị mất đi người thân, bị mất đi mọi thứ trong cuộc sống này, mình luôn gặp những cái điều mất mát, thì đấy cũng là cái nhân. Mình đã tạo cái nhân mất mát thì bây giờ mình phải mất mát. Mình tạo cái nhân là mình luôn luôn được hưởng những cái điều mình mong muốn, thì bây giờ nó gặp đủ duyên thì mình được kết quả đấy. Vậy thì nó cái hiện tượng về nhân quả nó cũng giống như là những cái hạt giống ở thế gian. Mình đã từng gieo những cái nhân tốt thì giờ mình hưởng quả tốt, gieo nhân xấu thì hưởng quả xấu. Trong cái nhân nó có cái nhân độc hại, có cái nhân gọi là nó có ích nợ. Những cái nhân nó có những cái hạt giống mà nó có nợ ích, nó có bồi bổ, nó có. Ví dụ như mình trồng cây cam, cây xoài, cây nê, cây mít, thì những cái hạt giống đấy nó sẽ nên những cái quả thơm ngon đấy để cho mình hưởng. Nhưng mà mình lại trồng những cái hạt giống mà nó có chất độc ở trong đấy, rồi đến khi mà những nó sinh ra quả mà mình ăn, những
nó trổ cái quả đấy, mà cái quả đấy ai ăn vào, chúng sinh ăn nào, cái con gì ăn vào thì con ấy phải chết, con người ăn vào thì con người phải chết. Thì trên cái cuộc sống này mình luôn luôn sống ở trong cái quy luật nhân quả vậy. Cái quả lành nó trổ thì mình cảm thấy nó an vui hạnh phúc sung sướng, mà cái quả độc hại nó trổ thì lúc đấy mình sẽ cảm thấy đau đớn, mình sẽ cảm thấy phiền muội, mình sẽ cảm thấy nó mất mát, mình sẽ cảm thấy nó chán chường. Thì tất cả đấy đều là do nhân và do duyên, chứ không có một cái sự tự nhiên, không mà mình có cái này mất cái kia, không có cái sự ban phát từ một cái đấng thần linh cao thượng nào khiến cho người này được cái này, người kia được cái kia, mà tất cả mọi thứ ở trên thế gian đều do nhân duyên sinh khởi và đều do cái nhân duyên mà nó hoại diệt. Đó là cái pháp mà mình sẽ thấu được, mình sẽ có thể thấy được qua cái sự thực hành về cái pháp thiện tuệ phân biệt về cái nhân duyên này. Một cái người mà được sinh ra là những bậc thánh nhân cũng là có nhân có duyên, phàm nhân cũng là thánh nhân có duyên, hay là những cái vị mà người ta được sinh ra làm chư thiên, người ta có nhân có duyên. Tại sao những cái chúng sinh mình không có nhìn đâu xa xôi, mình chỉ nhìn ngay ở trong cái xã hội con người, ở trong cái thế giới loài người này thôi, mình đã thấy nó muôn vàn sai biệt này. Thì cái đấy nó là do mỗi người có cái nhân khác nhau, có cái duyên khác nhau, cho nên là nó trổ những cái quả khác nhau. Có chúng sinh thì sinh ra làm người, có chúng sinh thì sinh ra làm súc sinh, có chúng sinh thì sinh ra làm các vị chư thiên, các vị phạm thiên, các bậc thánh nhân, các bậc Phật, các vị Phật giác ngộ. Thì tất cả những cái điều đó nó đều có nhân có duyên, ngay cả đến thiên hà vũ trụ này, tất cả những điều đó nó sinh ra cũng không phải là tự nhiên, không phải là có một cái vị thần linh nào sáng tạo hết, mà nó đều là cái sự hòa hợp các cái yếu tố nhân duyên nó hòa hợp, nó kết hợp với nhau, cho nên nó hình thành, nó tạo tác ra hết. Kể cả cỏ cây hoa lá này, sông núi đất trời này, nó cũng có những cái yếu tố nhân duyên của nó đầy đủ cái nhân duyên hòa hợp là nó sinh khởi. Tại sao lại có nắng, tại sao lại có mưa, tại sao lại có ngày, tại sao lại có đêm, tại sao là chỗ này có cỏ, chỗ kia thì có cây, chỗ này có cánh đồng, chỗ kia có núi non. Thì tất cả những cái vấn đề đấy nó đều là do nhân duyên, nó có đủ nhân đủ duyên, nó hòa hợp thì nó sẽ phát tài. Vậy thì khi mà mình thấu hiểu được cái sự nhân duyên như thế thì mình sẽ thấy được là tất cả mọi cái nó chỉ là cái sự kết hợp, nó là cái sự nắp kép, nó là cái sự gắn kết từ cái này với cái kia để nó tạo thành nó tạo thành tất cả những cái hiện hữu, những cái sự vật, những cái hiện tượng thuộc về vật chất và những cái mà nó thuộc về tinh thần. Chứ nó không có cái gì mà nó là có tự ngã của nó cả. Ví dụ cái này gọi là cái núi, tại sao nó là cái núi? Bởi vì nó cũng chỉ là đất nước nửa gió. Núi sông thì nó cũng chỉ là đất nước nửa gió, nó có cái sự kết hợp này. Cái thân thể con người nó chỉ là đất nước nửa gió, rồi mình quy định là người này người Việt Nam, người này người Trung Quốc, nhưng mà ở trong cái sự thật của nó thì nó không có cái này, nó chỉ là cái nhân duyên của cái người này sinh ra ở cái nơi này, người kia sinh ra ở nơi kia mà thôi. Nên nó không có một cái gì là cố định, mà nó không có cái gì trường tồn, nó không có cái gì là có cái tự tướng hết, mà nó đều là cái kết hợp giữa cái sự nhân duyên với nhau. Và bây giờ trong tất cả, hầu như là trong những cái quả nó lại luôn luôn tiềm ẩn một cái nhân, rồi trong tương lai cái nhân đó nó lại trổ ra quả. Như bây giờ trong một cái trái xoài, đó là quả của cái nhân mà cái hạt xoài trước nó sinh ra, và trong cái trái xoài đấy nó lại tiềm ẩn một cái nhân đấy nó gặp đủ duyên thì nó lại sinh ra một cái cây xoài, lại có trái xoài. Thì bây giờ một cái con người được sinh ra nó thế, nó là do cái nhân ở trong quá khứ mình đã tạo cái nghiệp tương xứng để sinh ra làm người, do cái vô minh tham ái chấp thủ cái hành động, cái tạo nghiệp của mình sinh ra, mình có hiện hữu ở trên thế gian này, và mình có cái thân con người là có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Thế thì trong cái thân năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này, nó lại tiềm ẩn cái vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp ở trong đấy, cho nên là nó lại tiếp tục tái sinh ở trong tương lai.
Thì đấy là trong cái nhân, trong cái quả thì nó lại tiềm ẩn cái nhân. Từ cái nhân đấy nếu nó đủ duyên thì nó lại tiếp tục trổ quả. Thì tất cả những cái sự vật ở bên ngoài mình thấy mà thường vậy, mà trong cái thân thể con người cũng vậy, cái danh sắc của chính mình nó cũng thế. Đấy, nó cứ trong cái nhân thì nó quả, từ cái quả đấy nó trở thành nhân rồi nó lại sinh ra quả ở trong tương lai. Cho nên là một chúng sinh sinh ra rồi chết đi rồi lại tiếp tục sinh ra và rồi lại chết chục chết rồi lại chết đi rồi lại sinh ra, cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhưng bây giờ có ai biết là cái cây một cái cây lúa thì nó có từ khi nào? Nó cứ thay đổi liên tục như vậy. Từ cây lúa, từ cái hạt thóc nó sinh ra cây lúa nó lại để lại một cái hạt giống thì nó lại sinh ra đời sau. Một cái trái xoài vậy, bây giờ mình đi tìm lại cái cội nguồn của nó. Nó được sinh ra từ cách đây bao nhiêu năm, từ cách đây bao nhiêu đời, từ cách đây bao nhiêu triệu năm, mình không thể tìm thấy được cái quá khứ của nó. Và bây giờ cái chúng sinh là những chúng sinh có cái thân thể ngũ uẩn này này. Khi mà phân tích bằng cái pháp nhân duyên thì mình sẽ thấy nó có cái nhân quá khứ, nó có cái quả hiện tại, nó có cái nhân hiện tại, nó có cái quả tương lai. Vì nhân quá khứ nó là cái vô minh tham ái chấp thủ, những cái hành động tạo nghiệp để nó sinh ra cái quả hiện tại này, là có cái thân, cái tâm này, gọi là danh và cái sắc này. Thì trong cái danh sắc này nó lại tiềm ẩn cái vô minh này, cho cái tham ái cái đấy, thì nó lại là cái nhân, rồi nó lại sinh ra cái quả, là cái thân năm của tương lai. Thì vậy thấy được cái lý nhân duyên, thấy được cái luật nhân quả, là mình đã có được cái chánh kiến, đã có được cái trí tuệ, đã có được cái sự hiểu biết đúng với cái quy luật của tự nhiên, đúng với cái quy luật của cái thiên nhiên này. Từ làng xưa, từ của tất cả những chúng sinh, tất cả những cái sự vật hiện hữu gì ở trên thế gian này, nó vốn là đi diễn tiến, nó vốn sinh khởi theo một cái quy luật như vậy. Và cái pháp nhân duyên chỉ là cái pháp mà Đức Phật đã thấy, là một cái vị đã giác ngộ này, giác ngộ là cái pháp nhân duyên này. Thế thì bây giờ một cái người mà không muốn cho cái nhân này nó trổ quả nữa, thì cái vị đấy cũng phải biết thì là từ cái nhân nó trổ thành cái quả, cái trong cái quả nó tiềm ẩn cái nhân, rồi nó lại trổ cái quả trong tương lai. Nhưng bây giờ mình mà đem cái mình muốn diệt nó, mà bây giờ mình chỉ diệt được cái quả thôi thì nó không diệt được. Bây giờ mình chỉ diệt quả thôi mà mình quên, mình không diệt nhân, thì cái nhân ấy nó lại tiếp tục sinh khởi. Vì vậy với cái mắt thường ở thế gian thì người ta thường hay đi chữa, thường hay đi đối trị với cái quả mà quên mất cái nhân. Ví dụ như là người ta thấy là tại sao mình luôn gặp những cái nỗi khổ đau, và người ta chữa cái nỗi khổ đau đấy ở trên cái quả hiện tại này, nó đang trổ quả. Người ta không biết chữa từ cái căn nguyên, từ cái nguyên nhân của nó. Ví dụ bây giờ một cái người nào mà hay ốm đau bệnh tật này, thì người ta chỉ biết cách là đi tìm thuốc để chữa cho nó khỏi cái bệnh này. Nhưng mà cái nhân ấy là cái mà người ta đã tạo ở trong quá khứ, là cái sự hành hạ, là cái sự đánh đập, là cái sự sát sinh ấy. Là cái nhân mình sát sinh, mình là đã từng làm đau khổ những cái chúng sinh khác ấy, thì nó là cái nhân mà nó khiến cho nó trổ cái quả hiện tại này, là sinh ra ốm đau bệnh tật. Nhưng mình chỉ chữa được cái quả đấy thì nó thì chế ngự tạm thời, sau đó cái nhân mà nó còn nó lại tiếp tục trổ quả, nó lại tiếp tục cho ra quả tiếp. Thì mình chữa được bệnh này thì nó lại sinh ra bệnh khác, cho đến khi nào mà cái nhân nó hết, cái nghiệp nó hết ấy, thì nó mới hết. Hoặc là mình biết cách là nó có nhân ấy, nhưng mình không tạo duyên cho nó, không tạo duyên cho nó thì nó cũng không trổ được quả. Còn nếu mình mà tạo duyên cho nó thì nó trổ quả. Trừ khi có những cái nhân nó mạnh quá, mà cái duyên nó mạnh quá mà mình không tránh được thì nó vẫn trổ quả. Còn có những cái nhân nó mà yếu, mình có thể tránh được bằng cái cách mình không tạo duyên cho nó, thì nó sẽ không trổ quả. Ví dụ như là bây giờ mình có những cái ác nghiệp ở trong quá khứ, như là sát sinh, đã từng có cái oan trái với nhiều người, với nhiều chúng sinh. Nhưng mà nếu như bây giờ cái người đấy sống ở trên đời này mà mình buông lung phóng dật, mình đi đâu mình cũng gây sự, ai gây sự với mình gây sự nặng, ăn miếng trả miếng, thì cái đấy là mình đang tạo duyên cho những cái oan trái kia, bắt đầu nó trổ quả. Nhưng mà nếu mình mà tránh những cái duyên đấy đi, là mình tránh không tiếp xúc với những cái người mà có nhiều cái oan trái với mình, tránh những cái môi trường mà có nhiều cái oan trái, mình đến mình sống ở những cái môi trường mà có cái sự có những cái pháp, có nhiều cái thiện pháp, hay là những cái
môi trường mà có nhiều người mà có cái thiện duyên với mình, tránh những cái môi trường mà có những người có ác duyên với mình, thì có nghĩa là mình đã tránh được cái duyên nó trổ, những cái ác duyên nó trổ quả. Tức là cái nhân bất thiện thì nó không đủ duyên, nó không trổ quả được. Mà mình đến những cái nơi nó có nhiều thiện pháp, nó làm cho những cái nhân thiện của mình nó có cơ hội nó trổ quả. Như là một cái, cũng là một cái con người sinh ra, nhưng mà nếu như mình lớn lên, mình sống ở trong một cái xã hội đầy có những cái sự tranh đấu, tranh giành, đua chen nhau, thì người ta sẽ tìm nhiều cái cách người ta tàn sát, hãm hại lẫn nhau. Thì đấy không phải là tự nhiên mà có cái vấn đề là con người tàn sát nhau, mà nó có cái nhân ở quá khứ, bây giờ nó đủ duyên, nó trổ quả. Nên là trong những cái cuộc chiến tranh tàn sát, bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu là con người mà bị chết chóc hy sinh ở trong chiến tranh, nó cũng là do có cái nhân ở trong quá khứ, bây giờ nó gặp đủ cái duyên, nó trổ thành cái quả. Đấy, nhưng mà nếu mà có cái sự biết né tránh nó đi thì mình có thể tránh được cái quả đấy, nó trổ bằng cái cách mà mình có thể tránh né cái duyên, nó tránh né cho cái nhân nó không có đủ cái duyên thì nó sẽ không gặp, nó không trổ được quả. Mà cái nhân nào mà nó đã trở thành gọi là dị thục, nó quá chín mùi rồi thì không tránh được nữa, thì nó đã trổ quả rồi thì mình phải biết chấp nhận. Có những cái quả nó trở thành cái quả dị thục, tức là cái quả nó chín mùi, giống như là cái quả nó lâu ngày, đến cái ngày nó phải rơi rụng rồi, thì cái đấy là có những cái mà không thể tránh được nữa, thì lúc đấy là cái quả nó sinh khởi. Thì lúc ấy, mình đang tiếp nhận một cái quả mà nó sinh khởi đấy, thì mình phải chấp nhận nó. Mình không thể nào than vãn, không kêu ca, không oán trách, không đi tìm cái sự cầu xin từ ở cái bên ngoài gánh đỡ cái nghiệp quả của mình được, vì đó là cái quả của mình đã tạo ra, thì bây giờ nó trổ quả. Và bây giờ là cái nhân là những cái mà mình tạo ra, ví dụ như là trong cái sự quán chiếu về những cái pháp nhân quả, thì bây giờ trong cuộc sống mình phải biết là mình đang tạo cái nhân gì, mình đang hưởng cái quả gì. Khi mà mình mà hiểu về cái nhân quả thì mình sẽ biết là mỗi một cái hành động của mình nó đang là những cái hành động tạo nhân, mỗi một cái cảm thọ của mình nó đang là những cái quả nó sinh khởi. Thì ví dụ như là mình đang bố thí, đấy là một cái người đang tạo một cái hạt giống. Hạt giống của cái sự bố thí này, khi nào có đủ duyên nó sẽ trổ quả. Mình giữ giới, mình cung kính, phục vụ, hành thiền, thì đấy là tất cả những cái hành động này của mình đang là tạo nhân. Trong cái pháp nhân duyên mình sẽ quán để mình thấy ra được những cái nhân mình đã làm ở trong quá khứ. Nếu như ở trong cái đời kiếp quá khứ mình đã từng có cái nhân như bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, hành thiện, thì đời này những cái nhân đấy nó có cơ hội thì nó sẽ trổ quả. Nó sẽ trổ quả ở trong cái đời này. Và nếu như nó không có cơ hội thì nó sẽ tiềm ẩn ở đấy và nó sẽ chờ đợi một lúc nào đó nó sẽ trổ quả. Ví dụ như là bây giờ ở cái đời này mình bố thí và khi mình được sinh trở lại làm người, thì nó sẽ trổ cái quả mà mình luôn luôn gặp những cái điều may mắn về vật chất. Mình đã từng giữ giới thì ở cái đời này cái quả nó sẽ trổ, đó là mình sẽ gặp những cái thuận duyên và mình sẽ luôn luôn gặp cái sự bình an. Thì đây là những cái hành động nó tạo nhân. Nhân nó là do những cái hành động mà mình đã tạo, những cái nghiệp gọi là nghiệp nhân và nghiệp quả. Đấy, tức là những cái hành động gì mình có cái sự cố ý mình tạo ra, mình có khởi những cái tâm bố thí để mình tạo cái nhân. Và cái nhân này, những cái nhân nó phải thành tị thì nó mới trổ quả, thì đến lúc nó mới trổ quả một cách mạnh mẽ. Chứ còn nếu như mình cái nhân của mình mà mình làm mà nó chưa thành tị thì cái nhân nó rất là yếu ớt, nó sẽ trổ những cái quả yếu ớt. Ví dụ như là bây giờ một cái người mình khởi lên cái tâm bố thí, mình rất là muốn bố thí nhưng chưa có cơ hội để bố thí, mình đã chết rồi. Thì cái đấy là mình có cái tâm tốt nhưng cái hành động tốt đó chưa được thành tị, thì cái nhân đấy nó rất là yếu. Sau này nó cũng trổ quả đấy nhưng mà cái quả đấy nó không mạnh, nó sẽ không có đủ cái
dù nó có đầy đủ cái nhân duyên nhưng mà nó cũng không có mạnh. Như là bây giờ có những cái người sinh ra ở đời này, có nhiều người khác cũng muốn giúp đỡ mình, nhưng mà đến khi mà mình làm cái gì nó cũng vẫn thất bại. Đó là vì trước kia mình cũng có cái ý muốn giúp đỡ người khác nhưng mình chưa làm được. Cho nên là bây giờ có nhiều người có ý muốn giúp mình mà không giúp được, vì cái nhân nó yếu quá, dù nó có đủ duyên nhưng nó không trổ quả được. Thì đấy, cho nên là có những cái mình có ý tưởng nhưng mà mình phải thành tựu được cái ý tưởng đấy, thì cái nhân đấy nó mới thành tựu, nó một cái là một cái nhân trọn vẹn, thì sau này nó trổ cái quả thì cái quả đấy nó mới viên mãn. Chứ còn một cái nhân yếu hơn thì nó cũng trở thành một cái quả nó đèo đẹp. Cho nên rằng là có những cái quả thì nó rất là viên mãn, mà có những cái quả thì nó rất là khiếm khuyết. Nó là do cái nhân, có cái nhân nó được đầy đủ, có nhân không đầy đủ. Nhưng một người thì giữ giới cũng vậy, mình có thể là giữ giới nhưng thỉnh thoảng mình vẫn còn phạm giới, hoặc là có thể là mình có ý tưởng muốn giữ giới mà mình không giữ được. Vì cái cuộc sống hàng ngày, ví dụ mình biết là không sát sinh, trộm cắp tà dâm là tốt đấy, nhưng vì cái cuộc sống hàng ngày mình sống ở trong môi trường, trong xã hội này, vì cái sự hơn thua, vì cái sự so sánh, vì cái danh dự hay là vì cái tự ái cá nhân, cho nên là đôi khi mình phải làm một cái việc mà mình biết nó là không tốt. Thì cái ý tưởng của mình thì có nhưng mà mình lại không thực hiện được, thì cái nhân đấy nó là một trong những cái nhân yếu ớt. Mặc dù ở đời sau sinh ra mình vẫn được cái mình sống bên cạnh một cái môi trường tốt, có những người tốt, nhưng mà mình vẫn gặp những cái chuyện bất an, vẫn gặp những cái chuyện không được hài lòng, vẫn gặp những cái chuyện là bất hạnh. Thì đấy là do cái nhân nó không được hoàn hảo. Thì sau này nó sẽ trổ ra cái quả, và cái quả nó không hoàn hảo. Thì cái pháp cung kính phục vụ hành thiện, thế đó là những cái hạt giống, là những cái hạt nhân tốt. Khi nào gặp một cái duyên phù hợp thì nó sẽ trổ quả. Chứ bây giờ mình tôi bố thí hôm nay ngày mai trổ quả ngay thì nó không có trổ ngay được, mà nó phải từ từ, nó phải đợi cho cái duyên đó nó chín mùi. Giống như là hôm nay mình trồng một cái cây bằng, ngày mai bảo nó phải ra trái ngay, nhưng không có, nó phải chờ cho đủ thời, đủ cái thời cơ thì nó mới trổ quả. Có thể là 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm cũng vậy. Mình tạo một cái nhân bằng một cái hành động tạo tác hôm nay ở đời này, nhưng mà có thể là phải 1 đời sau, 2 đời sau, 5, 10 đời sau nó mới trổ quả. Thì nó còn tùy thuộc vào cái điều kiện nhân duyên như vậy. Ví dụ như là mình trồng vào một cái mảnh đất màu mỡ tươi tốt thì có thể cái đấy là những cái yếu tố duyên nó mạnh mẽ như thế, thì nó sẽ đưa đến cái sự trổ quả nhanh hơn. Nhưng mà mình trồng vào một cái mảnh đất mà nó cằn cỗi thì nó có thể nó sẽ kéo dài cái thời gian trổ quả, nó sẽ làm cho cái quả của nó trổ chậm hơn. Thì mình trồng cây nó cũng thế, thì bây giờ mình trồng các cái thiện nghiệp hay ác nghiệp nó cũng vậy. Mình có thể là bố thí hôm nay, nhưng mà mình bố thí vào những cái người xứng đáng được cúng dường như Đức Phật hay là các cái bậc A-la-hán, các bậc thánh nhân, những bậc có giới đức, thì đấy là cái yếu tố nhân duyên tốt, cái duyên lành nó mạnh, nó sẽ hỗ trợ cho cái quả đấy rất là nhanh trổ quả. Ví dụ như là có những trường hợp mà một cái người bố thí ở đời này nhưng mà phải hàng trăm kiếp về sau nó mới trổ quả, nhưng mà cũng có người bố thí ở trong đời này nó sẽ trổ quả có thể ngay trong ngày hôm đấy, thậm chí nó trổ quả trong 7 ngày sau, hoặc là 1 ngày đến 7 ngày sau. Như là trường hợp của một cái vị nào mà cúng dường đến một cái bậc thánh tăng mà mới xuất khỏi cái thiền diệt tận định ấy. Diệt tận định như là Đức Phật hay các bậc A-la-hán mà có cái pháp thiền diệt tận định mà nhập 7 ngày 7 đêm liền, sau đó các vị đi khất thực, mà một cái người nào mà cúng dường đến một cái bậc thánh nhân mà vừa mới xả thiền sau 7 ngày nhập diệt tận thọ định thì nó sẽ trổ quả báo ngay trong ngày hôm đấy, hoặc là nó sẽ trổ quả báo ở 107 ngày sau. Thì đấy là vì nó có cái duyên nó quá mạnh, nó hỗ trợ cho cái nhân đó trổ quả. Còn thường thường ấy, khi mà mình gieo tạo một cái nhân thì như là bố thí hay là cung kính phục vụ hành thiền này, cũng phải chờ đến 1 đời kiếp sau, hoặc là 2 đời kiếp, hoặc 3 đời kiếp, hoặc nhiều đời kiếp về sau nó mới trổ quả. Thì từ cái quá trình nó có nhân và nó có đủ cái duyên thì nó sẽ cho ra cái quả
Ví dụ như là mình tạo những cái nhân đấy, đời sau mình sinh ra làm người, mình tạo những cái nhân như là bố thí, cung kính, giữ giới, phục vụ, hành thiền ấy. Thì khi sinh ra đời sau mình gặp những cái người thân, như gia đình, bạn bè, toàn là những người tốt, thì là những người mà trước kia mình đã từng có cái thiện tâm muốn giúp đỡ, bây giờ mình gặp nạn, thì đấy là cái duyên. Mình có cái nhân, nhân là mình đã từng tạo cái thiện nghiệp đấy, như là bố thí, và bây giờ mình gặp lại nhau thì đấy là cái duyên. Và những cái người đấy người ta sẽ hết lòng hỗ trợ lại mình. Mình có thiện tâm với người ta thì bây giờ người ta lại có thiện tâm lại với mình. Và cái sự giúp đỡ mình và mình đạt được những cái điều mình mong muốn, thì đó là cái quả. Cái quả là cái mà đạt được cái mục đích của mình. Thì bây giờ mỗi người có một cái mục đích, mỗi người có một cái sự mong cầu, mỗi một người có cái ý tưởng khác nhau. Cho nên rằng cái quả đấy nó sẽ trổ theo đúng cái nguyện vọng. Nó mà khi nào mình đạt được cái nguyện vọng của mình thì đấy nó là quả. Còn những cái pháp khác nó đang hỗ trợ cho mình thì đấy là duyên. Những cái hỗ trợ cho mình là duyên. Khi nào mình đạt được những cái điều mình hài lòng rồi thì đó là quả. Cho nên là có nhân, có duyên và có quả. Ví dụ như là một cái người mà phát nguyện để chứng đắc niết bàn, và để muốn chứng đắc niết bàn thì đã làm rất nhiều những cái thiện nghiệp như là bố thí, cung kính, giữ giới, phục vụ, hành thiền, đấy là tạo nhân. Tạo nhân như vậy cho nên là ở những cái đời kiếp sau sinh ra thì mình luôn luôn gặp thiện duyên, luôn luôn gặp cái có duyên với chánh pháp, có nhiều người hộ trì hỗ trợ cho mình, gặp cái thuận duyên để có một cái môi trường tu tập tu luyện tốt. Ví dụ như là mình muốn có một khu rừng thì sẽ có người chỉ dẫn cho mình, dâng cúng cho mình một cái khu rừng. Mình muốn có thất, mình muốn có những cái tọa cụ, có y phục, có vật thực thì có những người sẽ phục vụ cái đấy, thì cái đấy là duyên. Và khi nào mình đạt được cái niết bàn, cái đạo quả niết bàn thì đấy là quả. Vậy có nhân và phải có duyên thì nó sẽ trổ quả. Nếu mà có nhân nhưng mà cái duyên nó chưa đủ thì cái quả nó cũng không trổ được. Như Đức Phật để mà tạo được cái có cái ước muốn thành Phật và phải tạo nhân và cái tạo cái duyên đấy trong một cái thời gian rất là dài, rất nhiều a tăng kỳ kiếp, thì cái nhân duyên đấy nó mới thành quả, nó mới trổ được thành cái quả đầy đủ các cái điều kiện. Nhân duyên này nó trổ quả, duyên là một cái điều kiện hỗ trợ cho nhân trổ quả. Ví dụ như quả của bố thí thì giàu trang, quả giữ giới là bình an sống lâu, quả cung kính thì bây giờ nó trổ cái quả là được cao quý, cái nhân phục vụ bây giờ nó trổ quả thì được mọi người giúp đỡ lại. Còn cái nhân của cái pháp hành thiền đấy thì khi nào nó trổ quả là cho mình chứng đắc niết bàn, giác ngộ được sự thật. Khi mình tạo tác các cái ác nghiệp nó cũng là đang là tạo nhân, nó cũng là đang tạo những cái hạt giống này là hạt giống độc hại. Khi mà mình sát sinh thì đấy là mình đang tạo một cái hạt nhân, một cái nhân sát sinh. Cái nhân này nó đủ duyên nó sẽ trổ quả. Mình trộm cắp nó cũng là tạo nhân, tà dâm, nói dối, uống rượu hay là những cái pháp mê tín tà kiến nó đều là tạo nhân. Mình mà tạo những cái nhân đấy thì đó nhân, và những cái nhân này là những cái nhân xấu thì nó sẽ trổ cái quả khổ đau, cái quả xấu xa, cái quả bất hạnh. Thì bây giờ thường thường hàng ngày mình quan tâm đến cái tạo nhân hay là mình quan tâm đến hưởng quả? Bây giờ một cái người nông dân thì ở ngoài thì cái mình phải có cái quá trình đó là gieo hạt, và mình cũng có một cái quá trình đó là đi thu hoạch đấy. Bây giờ mình sẽ thấy được rằng mình thu hoạch trong cái kiếp sống, cái đời sống của con người mình. Bây giờ mình có được cái thân người này, được sống lâu, được mạnh khỏe, được an vui, được sắc đẹp, được trí tuệ, và mình có thể được thấy những cái điều mình hài lòng, ưa thích thì đấy là mình đang thu hoạch cái quả. Cái tạo nhân là gì? Tạo nhân là cái bố thí, cái cung kính, cái giữ giới, những cái thiện pháp, những cái thiện nghiệp, những cái hành động thiện, đấy là tạo nhân. Còn có những cái người bây giờ mình cũng sinh ra, mình cũng có cái thân người này, nhưng mà mình luôn luôn gặp những cái quả
mình luôn luôn được thu hoạch những cái quả là ốm đau này, bệnh tật này, gặp những cái tai nạn, gặp những cái điều tai ương, gặp những cái điều rủi ro, những cái điều bất hạnh, những cái điều phiền muộn, những cái điều không như ý. Đấy là mình cũng đang thu hoạch những cái quả. Những cái quả đấy là do mình đã tạo cái nhân sát sinh này, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mê tín, tạp thiện này. Đấy là từ cái nhân đấy. Cho nên bây giờ nó gặp duyên nào thì nó sinh ra quả đấy. Thế bây giờ có người nói là tại sao cũng có lúc thì mình gặp những cái điều mình vui thích, có lúc thì mình gặp cái chuyện buồn phiền, và nó cứ luôn luôn đan xen như thế. Đan xen như thế thì bây giờ cũng trong một cái mảnh vườn như vậy, mình trồng rất là nhiều những cái hạt nhân khác nhau, những hạt giống khác nhau. Có những cái hạt, có cả những cái cây ngon, thơm ngon, có cả những cái cây cay đắng, có cả những cái cây mà nó có cái chất độc hại, mà mình cũng trồng tạp nham như thế, thì bây giờ mình sẽ thu hoạch những cái quả tạp nham. Nên là trong cái cuộc sống sẽ có người mình sẽ thu hoạch cả những cái điều hạnh phúc, cả những cái điều bất hạnh, khổ đau, là do trong cái đời sống hàng ngày mình tạo đủ các cái nhân, mình tạo cả cái nhân tốt này, bố thí giữ giới, cung kính phục vụ, hành thiền, nhưng mình cũng không quên tạo cả cái nhân xấu này, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đấy, thì bây giờ cái nhân nào nó đủ duyên thì nó sẽ trục quả. Còn nếu mình chỉ thuần tạo một nhân thôi, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không uống rượu, mình chỉ thuần tạo các cái nhân tốt, thì bây giờ mình cũng chỉ thuần hưởng những cái quả tốt. Mình mà thuần, cái người nào mà thuần tạo cái nhân bất thiện như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì bây giờ cái người đấy suốt cả cái cuộc đời cứ gặp hết những cái chuyện rủi ro này, nó đến chuyện rủi ro khác, cứ gặp hết cái chuyện bất hạnh này, nó lại gặp đến chuyện bất hạnh khác, vì cái quả nó cứ trổng liên tục, nó cứ trổng liên tục như thế. Thì vì vậy đấy là cái vấn đề về nhân. Nhân duyên thì nó sinh quả như thế. Ra trong một kiếp sống mà mình gặp những chúng sinh mà trước kia mình đã từng có ác tâm làm hại họ, thì bây giờ họ sẽ chống phá mình, thì đấy là duyên thôi. Tại sao có những người đi đến đâu cũng gặp những cái người ta ghét tôi, đi đâu người đi đến chỗ đấy toàn gặp người họ ghét, họ có cái ý đồ xấu, họ chỉ muốn chọc phá, họ chỉ muốn làm, họ chỉ muốn chà đạp mình, họ chỉ muốn làm hại mình. Đấy là cái ác duyên. Thì do cái quả đấy là do mình đã tạo những cái nhân bất thiện ở trong quá khứ, thì bây giờ mình sẽ gặp cái duyên này. Cái duyên này nó sẽ làm cho mình gặp những cái điều rủi ro bất hạnh. Đấy là quả của những cái ác nghiệp mà mình đã tạo. Còn có những người đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, đi đâu cũng được mọi người bảo vệ, mọi người che chở, mọi người tôn trọng, mọi người yêu quý, thì đấy nó cũng là một cái mà mình đã tạo nhiều cái duyên này. Cái duyên này ở trong quá khứ thì đấy là nhân, có duyên nó có quả. Quả của sát sinh bây giờ nó trổ thì mình bị giết hại hoặc ốm đau bệnh tật, sát sinh nhiều, thì cái người đấy sinh ra ở những cái nơi mà có nhiều chiến tranh, nhiều cái cảnh tàn sát nhau, mình có thể sẽ bị chết chóc, mình có thể sẽ bị thương tật, mình có thể sẽ bị khổ nạn trong những cái tai nạn ở trên đời. Quả trộm cắp thì bây giờ mình bị nghèo khổ, bị lừa gạt. Quả có tà dâm thì bây giờ không hạnh phúc, quả nói dối giờ không ai tin tưởng, quả uống rượu bây giờ ngu si, quả mê tín thì bây giờ không gặp được chánh pháp, gặp những cái thầy tà bạn ác xúi khiến mình làm những cái việc xấu ác. Trong cái quả tốt thì nó có cái nhân tốt, trong cái quả xấu thì nó lại hay có cái nhân xấu ở trong này. Thì bây giờ mình gieo cái nhân mê tín, bây giờ nó trổ cái quả mê tín, mình gặp những thầy tà mà đã trong cái quả ấy, nó lại có cái mê tín, nó lại khởi sinh ở trong tương lai. Thế bây giờ trong cái quả tốt thì nó có cái nhân xấu không? Trong cái quả mà tốt thì nó có khi nào nó khởi sinh ra cái nhân xấu không? Những cái quả mà nó cực tốt thì nó không có nhân xấu, mà cái quả mà nó vừa vừa nó có thể nó có nhân xấu. Ví dụ như là bây giờ một cái quả cực thiện, như là cái quả của cái người chứng đắc các tầng thiền, mình sinh về cõi phạm thiên giới, thì khi mình sinh về đấy thì nó không có cái nhân bất thiện ở trong đấy. Khi nào nó hết cái quả đấy mình sẽ sinh xuống, nhưng chỉ sinh xuống cái cõi nhân gian hoặc cõi thiên giới. Nhưng mà những cái quả như là mình được sinh ra làm người là một cái quả của một cái nghiệp, nó không quá mạnh về thiện mà nó không quá mạnh về ác. Cho nên là khi mình sinh ra cái kiếp người, nó tiềm ẩn ở trong cái cả hai cái hạt nhân.
nhân thiện và nhân bất thiện. Có thể vậy cho nên là ở trong cái tâm mình nó có hai cái hạt giống ấy. Nó có cái hạt nhân thiện nó cũng có, bây giờ mình phát triển mạnh nó lên thì tương lai cái quả thiện nó sẽ trộn. Cái nhân bất thiện nó cũng tiềm ẩn ở trong đó, trong cùng một cái thân con người là cái quả của cái nghiệp thiện tương lai đấy, nhưng mà nó chưa hết những cái mầm xấu xa nó vẫn có cái bất thiện. Nhưng mà một người mà đạt đến cái quả vị như quả vị Phật rồi thì nó mới hết sạch, hay là quả vị A La Hán, đấy là những cái quả mà là những cái quả cao tuyệt đối, những cái quả cao thượng tuyệt đối, thì nó mới hết những cái hạt giống bất thiện ở trong đó, nó không còn cái nhân bất thiện ở trong đó, nó không còn những nhân xấu ở trong đó, cho nên nó sẽ không trổ cái quả xấu ở tương lai. Còn mình nhờ sinh lại làm người đấy nó là cái quả của một cái nghiệp nó vừa phải thôi, cho nên ở trong mình có hai cái hạt nhân thiện và nhân bất, hạt nhân xấu và tốt nó đều nằm ở trong này, và tương lai nó sẽ trổ như thế nào nó còn tùy thuộc vào cái hiện tại này. Mình chăm sóc cho cái nào nhiều hơn, mình chăm sóc cho cái hạt thiện hay là cái hạt bất thiện này, thì tương lai nó sẽ trổ quả này. Vì vậy cho nên nó có nhân tốt có nhân xấu, nhân nó có hai loại này, có tốt có xấu, và duyên nó thế, nó có duyên tốt nó có duyên xấu, và quả nó thế, nó có quả tốt và nó có quả xấu. Nhân thì nó có nhân mạnh và nó có nhân yếu, duyên nó có duyên mạnh có duyên yếu, và cho nên là quả nó sinh ra quả mạnh và nó sinh ra quả yếu. Bây giờ nhân tốt mà nó gặp duyên tốt thì nó sinh ra quả gì? Nhân tốt mà nó gặp duyên tốt, ví dụ cái người đấy mình có nhiều cái, ví dụ bây giờ một cái hạt giống tốt, hạt xoài mà nó gặp những cái đất tốt thì nó sinh ra trái xoài thơm ngon. Thế bây giờ mình có cái nhân tốt là cái nhân thiện nó nhiều, cái nhân về bố thí cung kính giữ giới hành thiền phục vụ đấy, mà nó gặp những cái duyên tốt là những cái duyên gặp toàn những cái người tốt, những người thân bạn bè, toàn là những cái người có đạo đức có trí tuệ, thì đấy là cái duyên tốt, thì nó sẽ khiến cho mình trổ cái quả, nó sẽ khiến cho mình trổ những cái quả rất là tốt. Nhưng mà nhân tốt mà nó gặp duyên xấu thì sao? Nhân tốt là nhân, tức là ở trong quá khứ mình rất là tốt, làm những cái việc thiện, việc lành, nhưng bây giờ sinh ra ở trong một cái gia đình xấu, xong rồi lớn lên gặp toàn những bạn bè xấu, thì cái nhân ấy nó sẽ trổ quả gì? Có nghĩa là bây giờ một cái hạt xoài nó rất là mập mạp, nó rất là khỏe mạnh, nhưng mà mình đã đeo lên trồng ở trên một cái mảnh đất nó rất là nhiều sỏi đá khô cằn, thì đấy là một cái nhân tốt mà nó gặp cái duyên xấu, thì cái quả nó có được tốt không? Thì cái quả của nó sẽ còi cọc thôi. Vậy cho nên là có những cái người mình nhân ở trong quá khứ tốt đấy, nhưng mà cái duyên ở hiện tại nó không tốt, mình sinh ra nó không đúng thời, mình sinh ra mình không gặp đúng cái môi trường tốt, thì cái nhân đấy nó sẽ trổ cái quả không được tốt, mặc dù cái tiềm năng của mình có, nhưng mà không có cái môi trường, không có cái điều kiện để cho mình phát triển, bởi mình không có nhân duyên. Ví dụ như có những cái người rất là tài năng, nhưng mà người ta không có cái nhân duyên để người ta thể hiện cái tài năng đấy, thành ra người ta đi ẩn cư, cho nên là có cái nhiều cái nhân tài người ta hay ẩn tật, bởi vì không phải là người ta muốn ẩn, nhưng mà vì người ta không có duyên, cho nên là người ta mới bảo là thời thế tạo ra anh hùng ấy, mà không có chiến tranh thì làm sao mà có những bậc nổi tiếng ghi trong lịch sử đến bây giờ. Nếu mà gặp vào cái thời hòa bình thì những cái người đấy quên lãng hết rồi. Vì vậy thì nhân nó phải có duyên, nếu mà nhân không có duyên thì nó không trổ quả. Vậy thì một cái người mà có những cái bậc có rất nhiều ba la mật để chứng niết bàn, nhưng mà sinh ra ở cái nơi nó không có Phật pháp, ở những cái thời mà không có giáo pháp, thì cái người đấy có cái nhân nhưng mà không có duyên, người đấy có chứng được niết bàn không? Không thể chứng niết bàn được, mặc dù vị đó có rất nhiều ba la mật, đã từng tu tập ở nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, nhưng mà sinh ra đời này làm thổ dân, làm những cái dân tộc ở những vùng biên địa, thì lấy đâu là Phật pháp để mà tu tập tiếp, cho nên là lúc đấy mình vẫn phải đi làm thợ săn, vẫn phải tạo các ác nghiệp, không ngờ các ác nghiệp nó rơi vào địa ngục, trên chán chê ở địa ngục nên làm ngã quỷ, nên làm súc sinh, mãi mãi nên làm người, đến khi sinh ra gặp Phật pháp này vào cái thời mạt pháp tu mãi không đắc, nên là chờ mãi
cho đến đời Phật tương lai ra đời mới gặp được. Vì cái nhân và cái duyên nó chưa được đầy đủ, cho nên là cái quả nó chưa trổ được. Người vậy thì cho nên là dù mình có nhân đấy, nhưng mà cứ chờ đi, rồi khi nào nó đủ duyên thì nó sẽ ra quả. Hôm nay tạo nhân cứ tạo đi, tạo thật nhiều, và càng nhiều nhân thì sau này sẽ càng nhiều duyên, càng nhiều duyên sẽ càng nhiều quả. Bây giờ cái duyên cũng vậy, duyên mình làm người cũng vậy, cái duyên của một cái người của cái bậc thánh nhân vậy, cái duyên để làm chư thiên cũng vậy, cái duyên hàng ngày mình sống trên cuộc đời này được gặp những cái điều vui, điều tốt hay là những điều không vui, không tốt cũng vậy. Cho nên là trên đời người ta hay cũng có cái từ là có cái nhân duyên, gieo duyên. Nên mình càng gieo duyên được với nhiều người thì sẽ càng có mình sẽ càng có nhiều cái thiện duyên ở trong tương lai. Ví dụ như là bây giờ mình gieo duyên, nhưng mà mình gieo duyên với những cái đối tượng nào. Ví dụ như là bây giờ có những người tôi rất là hay đi phóng sinh, mỗi lần phóng sinh hàng trăm hàng ngàn con tôm cua cá ốc. Như vậy là mình có nhiều duyên với chúng sinh không? Rất nhiều duyên với chúng sinh, nhưng mà cái duyên đấy là duyên với những chúng sinh gì? Duyên với những chúng sinh tôm cua cá ốc ấy. Trời bao giờ mới gặp lại nhau? Thì có thể là trong một cái kiếp nào đó ở tương lai, mấy cái con đấy nó sẽ sinh lên làm người, mà nó từ cái nêu xó hến sinh lên làm người thì nó có khôn ngoan, nó trí tuệ không? Nó trở thành bạn lành được không? Đấy, nó cũng là một cái duyên, nhưng mà mình gieo duyên với những cái chúng sinh ngu si thì sau này mình sẽ xung quanh mình đầy rẫy những người ngu si. Nhưng mà mình có những cái người mà gieo duyên, mà toàn gieo duyên với những người có trí tuệ thôi. Ví dụ như là mình cứ kích chỗ nào mà có cái trường đào tạo các cái bậc trí thức, đào tạo những bậc trí tuệ, mình đến đấy mình gieo duyên. Ở đây có những cái trường đào tạo ra toàn những cái bậc trí tuệ này, thì mình đến đấy mình gieo duyên, mình bố thí cho người ta sách vở, cho người ta vật thực, cho người ta thức ăn nước uống chỗ ở. Mình bố thí những cái đấy là mình tạo được cái duyên với những bậc trí thức này không? Mình có nhiều duyên này, đời sau mình sinh ra mình gặp là những người trí thức không ạ? Còn mình gieo duyên với những cái chúng sinh ác nghiệp, ví dụ như là mình thường cho những cái con vật hung dữ ăn, đấy là cũng là gieo duyên. Mình sau này mình gặp xung quanh mình toàn những cái người trung thành với mình, toàn người bất thiện, thì lúc đấy mình trở thành tướng cướp, xung quanh mình toàn là những cái đầu đàn của bọn cướp đấy. Thì cái gieo duyên nó thế, mình gieo cái duyên nào thì nó sẽ trổ cái quả như vậy. Nhưng mà có những người tôi đi vào chùa rồi cũng giảng các chư tăng, các tỷ kheo, thì đấy nó cũng là một cách gieo duyên. Nhưng mà cái duyên đấy khi mình gặp lại thì lúc nào đấy mình sẽ sống ở trong một cái môi trường toàn những người tu không, toàn những người hiện tiện, toàn những bậc thánh nhân không? Thì mình gieo duyên với thánh nhân thì mình sẽ sống với thánh nhân, mình gieo duyên với phàm nhân thì mình sẽ sống với phàm nhân. Còn mình gieo duyên với chúng sinh cao thượng thì mình sau này mình sẽ gặp những chúng sinh cao thượng, mình gieo duyên với chúng sinh hạ liệt thì mình sẽ sống với những chúng sinh hạ liệt. Thế thôi, thì đấy nó đều là cái nhân của mình đã gieo, cho nên bây giờ nó sẽ trổ cái quả như thế. Cho nên là mình đang hưởng cái quả gì thì mình cứ cố gắng mà hưởng thôi. Mình đã tạo cái nhân đấy rồi, cái người nào cùng cái mảnh đất đấy, nhưng mà người ta trồng cam chanh xoài bít thì bây giờ người ta ăn, còn mình thì cứ trồng ớt thì bây giờ mình chịu khó mà ăn ớt. Mình trồng những cái thứ mà nó chua cay đắng chát thì bây giờ mình cứ chịu khó mà ăn những cái quả chua cay đắng chát đấy, không ai ăn hộ được cho mình. Ví dụ như cái quả bên ngoài mình có thể trao đổi được, nhưng mà cái quả nó trổ ở trong cái nghiệp này thì mình không có trao đổi được. Mình không thể đem cái nghiệp bất thiện của mình và đổi thành cái nghiệp thiện của người khác được. Đấy, nó cái những cái mà vật chất ở bên ngoài ấy, thì mình có thể mang đi trao đổi được, đem mấy cái quả ngọt mình có thể đổi lấy quả chua được. Nhưng mà bây giờ mình đem cái nỗi buồn của mình đi, mình đổi lấy niềm vui của người khác, có ai đổi không? Dù người khác muốn đổi mà cũng không đổi được, không ai chuốc cái nỗi khổ thay cho mình được. Thì cái gieo cái duyên ở trong cái cuộc sống này nó sẽ như thế. Thì cái nhân tốt mà sẽ gặp duyên tốt thì nó sẽ sinh ra quả tốt, thì đấy là điều mà dĩ nhiên. Giống tốt thì sinh ra trái ngọt, hành động tốt thì sinh ra những quả an vui, mà nhân xấu thì sinh ra quả xấu, là giống độc hại sinh ra cái trái độc hại, hành động xấu bất thiện thì sinh ra cái quả khổ đau. Thế thôi, thì cái nhân tốt và duyên tốt thì cái quả nó cũng sẽ tốt.
hoặc là những cái duyên tốt nó sẽ hỗ trợ sinh ra cái quả tốt. Cái đứa đất tốt thì hỗ trợ sinh ra trái ngọt. Cha mẹ và những người bạn bè tốt là những người sẽ hỗ trợ cho một cái đứa trẻ lớn lên trở thành những người hiền thiện. Một cái đứa trẻ nó có cái duyên ở trong quá khứ là hiền thiện, nhưng nó sinh ra nó gặp cha mẹ và những bạn bè trong một cái xã hội hết là những người hiền thiện thì nó cũng hiền thiện. Nhưng mà nó hiền thiện nhưng mà nó sinh ra gặp phải một cái môi trường xấu xa bất thiện, thì nó lớn lên thì nó có lúc thiện lúc bất thiện, nó không có thuần thiện được mà nó trở thành dở dở gương gương. Cái duyên xấu là duyên nó sẽ hỗ trợ sinh ra cái quả xấu. Ví dụ như đất xấu thì hỗ trợ sinh ra cái quả còi cọc. Cha mẹ và những người bạn bè xấu sẽ hỗ trợ khiến cho một cái đứa trẻ nó lớn lên trở thành một cái người xấu và một cái người bất thiện. Đôi khi mà một người cũng có thể mình bị ảnh hưởng bởi cái nhân trong quá khứ của mình, nhưng một phần mình bị ảnh hưởng bởi cái nhân ở hiện, bởi cái duyên ở hiện tại. Cái nhân ở quá khứ nó là một phần, nhưng mà cái duyên ở hiện tại này nó cũng tác động một phần vào cái cuộc sống hiện tại này của mình. Và cho nên nó không hoàn toàn ở quá khứ, không hoàn toàn ở hiện tại, mà một phần ở quá khứ và một phần ở hiện tại. Vì vậy có thể là một cái nhân ở trong quá khứ là một cái nhân tốt nhưng mà cái duyên ở hiện tại xấu, hoặc là cái nhân ở quá khứ xấu nhưng được cái duyên ở hiện tại tốt, thì nó vẫn có thể nó quân bình lại được. Ví dụ cái nhân ở trong quá khứ rất là xấu, không tốt, cái chúng sinh ấy tạo cái ác nghiệp, nhưng mà mình sinh ra trên đời này những cái người xung quanh mình là những người có nhiều cái phước báo, những cái người có nhiều cái đức hạnh, những cái người mà có tạo cái thiện nghiệp trong quá khứ nhiều, cho nên là trổ cái quả phước nhiều, thì bây giờ mình vẫn có thể hưởng phước đây của những cái người đấy. Vì vậy cho nên là có những cái người đứa trẻ nó sinh ra thì nó cứ sống và nó nương nhờ bố mẹ, nhưng khi bố mẹ chết thì nó tiêu tan hết tài sản, rồi là nó cũng chết sớm bởi vì là nó cái nhân của nó là nhân xấu nhiều, nhưng mà nó được hỗ trợ bởi những cái nhân tốt của những người xung quanh tạo. Vậy thì nó có những cái duyên tốt, cái nhân xấu nhưng có cái duyên tốt, thì lúc nào cái duyên đó còn hỗ trợ thì nó còn được bình yên, lúc nào hết cái duyên đấy thì là lúc đấy nó sẽ gặp những cái quả không được tốt. Nhưng mà cũng có những cái người thì có cái nhân của mình là cái nhân tốt, nhưng mình gặp cái duyên xấu thì cố gắng chờ cho hết cái duyên xấu ấy thì mình sẽ cái quả tốt nó sẽ trổ. Ví dụ có người cái duyên là người tốt, ví dụ có cái nhân chủng tử là đi là phát nguyện chứng đắc niết bàn, nhưng mà tu ra bây giờ sinh ra trong cái gia đình bố mẹ không có niềm tin về Phật pháp, muốn đi tu hoặc cấm không cho đi, thì đấy là nhân tốt nhưng mà duyên xấu, nên thôi chờ khi nào nó hết cái duyên đấy thì cái nhân nó mới trổ. Chờ khi nào mang những cái duyên trong hết thì cái quả tốt là những cái quả được sinh ra từ những nhân tốt và những cái duyên tốt. Những trái xoài ngọt được sinh ra từ cái hạt giống tốt và đất tốt, là cái người tốt thì được sinh ra từ cái nhân lành là cha mẹ tốt và bạn bè tốt, thì đấy là cái duyên, tức là cái duyên tốt ấy. Có thể là có những cái hạt giống xấu mà trồng vào cái đất màu mỡ, mai mốt nó lớn lên nó cũng có thể tốt vì nó được cái hỗ trợ bởi những cái duyên tốt. Có những cái đứa trẻ sinh ra thì nó rất là nghèo hoặc yếu đuối, như rất là nhiều bệnh tật, nhưng mà nó may mắn là nó sinh ra ở một cái gia đình làm thầy thuốc chẳng hạn, hay là xung quanh có những cái nhiều người biết về thuốc thang hỗ trợ giúp đỡ để tẩm bổ cho nó lớn lên nó lại béo, nó khỏe hơn cả những cái đứa trẻ khác. Nó là nhờ có cái duyên tốt nó hỗ trợ cho cho cái người này. Bây giờ có thể là cái lúc còn trẻ thì gặp nhiều khó khăn, nhưng mà lớn lên được nhiều người hỗ trì, được nhiều người giúp đỡ, cho nên là cái người đấy nó lại gặp được nhiều những cái điều tốt đẹp. Đó là có những người có những cái duyên tốt này. Thì cái quả xấu được sinh ra từ cái nhân xấu và duyên xấu, như trái xoài chua được sinh ra từ hạt giống xấu, người xấu được sinh ra từ cái nhân dữ, như là có cái cha mẹ dữ và bạn bè dữ. Có cái nhân thì nó tốt mạnh mà sinh ra cái quả tốt, cái nhân xấu mạnh thì sinh ra quả xấu, cái nghiệp thiện lớn thì sinh ra cái quả an vui lớn, và cái nghiệp ác lớn thì nó sinh ra cái quả khổ lớn. Thì nó còn có cái nhân này, nó mạnh hay nó yếu nữa cơ.
bây giờ càng tôi cũng bố thí đấy chứ. À, bố thí từ đâu? Tôi bố thí từ cách đây 10 năm. Mà từ đấy giờ có bố thí không? Mà không. À, mà sao bây giờ tôi chẳng gặp giàu sang thì tôi vẫn khó khăn mà. Thì cái sự bố thí đấy nó quá yếu. Trong một cái kiếp sống bố thí được mấy lần, tôi bố thí được 107 lần. Thì tức là có hành động tốt, có tạo cái nhân, nhưng cái nhân đó nó quá yếu. Thì mình không có được nuôi dưỡng, không có chăm sóc cho cái nhân đó. Cho nên là cái nhân đấy mình tạo tác nó quá yếu. Thì bây giờ nó sinh ra kết quả nó phải yếu. Cho nên là nhân nó có mạnh, nó có yếu. Cho nên là sinh ra làm người thì nó cũng là cái nhân thiện. Nhưng mà có cái người là cái thiện nó mạnh. Cho nên là bây giờ người ta gặp cái phước lớn. Cho nên người ta có nhiều cái phước báo, nó trổ, luôn luôn đạt được những cái điều mà đạt được những cái điều to lớn. Nhưng mà cũng có những cái người thì cái nhân đấy nó lại quá yếu, sinh ra làm người mình không đạt được những cái điều gì cả, những cái điều gì mình mong muốn cả, bởi vì cái nhân làm người này nó quá yếu. Cho nên là có những cái người nó luôn luôn gặp những cái điều khổ sống, mặc dù mang cái thân người nhưng mà có khi mình thấy nó khổ quá trời, không biết là so sánh với cái gì nữa, bây giờ khổ như châu bò này. Như là có người mà mình cũng phải đi kéo cày, cũng phải đi kéo xe, rồi là cũng phải làm những cái việc cực nhọc khổ sở. Đôi khi nhìn thấy mấy con chim cảnh mình lại thấy thích hơn. Thì cái đấy nó là cũng là sinh ra là người, nhưng mà vì cái nhân của cái kiếp người này nó quá yếu, thì bây giờ cái quả ấy nó cũng trổ yếu như vậy. Vậy thì có nhân mạnh, có nhân yếu. Và cho nên là cái nhân mạnh thì nó sẽ cái quả nó sẽ mạnh, cái nhân yếu thì nó sẽ quả nó yếu. Cái nhân mà tốt nó yếu thì nó sinh ra cái quả tốt nó yếu, cái nhân xấu mà yếu thì sinh ra cái quả xấu yếu. Nhưng những cái nhân xấu như là mình có sát sinh trộm cắp, có làm những việc bất thiện nhưng mà mình làm rất là ít, mình không có cái ác ý mạnh, cái tâm bất thiện của mình nó cũng khởi lên nhưng mà nó rất ít, thì cái quả đấy nó rất là yếu. Cái nhân nó yếu thì sau này nó trổ ra cái quả nó yếu. Giống như là bây giờ mình vô tình mình có giết chết mấy con muỗi, cái nhân nó có mạnh không? Nếu như ngày nào mình cũng giết, ngày nào mình giết thì nó mạnh, nhưng mà lâu lâu giết lần thì nó yếu thôi. Cho nên là khi nó trổ quả nó có thể khiến cho mình trở thành con muỗi để cho người khác bố không? Có thể không. Có thể là sau này mình sẽ bị đạp vào một cái gai gì nó quệt, mình mất giọt máu chẳng hạn. Thì đấy là khi mà nó trổ quả thì nó chỉ đến mức như thế thôi. Bởi vì cái nhân nó yếu mà. Ví dụ như là Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa mà năn cái tảng đá mà đập vào cái ngón chân mà ngài bị chảy máu đó. Thì cái đấy có phải là một cái quả bất thiện nó trổ không? Nó phải là một cái quả bất thiện nó trổ. Trong quá khứ Đức Phật đã phải từng làm một cái ác nghiệp gì đó, đã phải có một cái ác nghiệp gì đó ở trong quá khứ. Thì bây giờ nó mới trổ cái quả là bị một cái gọi là bị chảy máu như thế. Ví dụ như là trong có cái thể là cái quả của ngài cũng đã từng giết người. Ví dụ như là về cuối đời Đức Phật có cái bệnh nó là hay bị đau trong lưng, đau trống trống. Và cái quán chiếu về cái nhân duyên, về cái nghiệp quá khứ thì lúc đấy thì Đức Phật nói là cái nguyên nhân là do một cái kiếp quá khứ này từng làm một cái võ sĩ, và khi mà lên thi đấu đánh nhau thì ngài đã bẻ gãy xương sống của một cái đối thủ kia. Cho nên là cái ác nghiệp đấy bây giờ nó trổ quả nó thành ra cái bệnh như thế. Hay là có những cái nhân duyên, tức là tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của tất cả chúng sinh, một cái niềm vui hay một cái nỗi khổ nào, nó đều có cái nhân ở quá khứ, nó không có một cái gì mà nó không có nhân ở trong quá khứ hết. Hay là bây giờ một chúng sinh hay là một cái người tu tập mà phát triển được thiên nhãn này thì người đó sẽ thấy được cái vấn đề nhân duyên này một cách thấu đáo nhất, rõ ràng nhất, đầy đủ nhất và hoàn hảo nhất. Ví dụ như là cái chúng sinh này có thể hướng tâm xuống địa ngục và mình quán do nhân duyên gì mà chúng sinh này phải đọa vào địa ngục, thấy ngay cái ác nghiệp thì chúng sinh nó đã tạo, giết người hay là cướp người hay đánh đập hay là tạo những cái ác nghiệp gì, mình thấy một cái con súc sinh
mình có thể tác ý là do cái nhân duyên gì nó phải làm xúc sinh. Mình thấy ngay cái kiếp trước, cái ác nghiệp kiếp trước nó đang tạo, và mình thấy ngay cái nhân đấy nó gặp cái duyên và bây giờ nó phải sinh cái quả này. Vì vậy cho nên là khi mà Đức Phật còn ở đại thế, bất cứ một cái người nào ở trên đời gặp một cái chuyện gì, là cái chuyện rủi ro bất hạnh khổ đau gì, thì đều đến hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà con gặp cái chuyện này, do nhân gì, do duyên gì mà cái người kia gặp những cái chuyện kia. Thì với cái thiên nhãn của mình, Đức Phật chỉ trong một cái tác ý, chỉ trong một cái tác ý là Đức Phật thấy được cái nhân duyên của người đấy, và Đức Phật sẽ nói cho người đấy nghe về cái nhân ở trong quá khứ đã tạo. Mà có nhân đấy nó có thể là đã diễn ra cách đây một kiếp trước, có thể là 10 kiếp trước, có thể đã tạo từ 100 kiếp trước, có thể đã tạo từ một đại kiếp, tức là một kiếp trái đất về trước, có thể đã từ hàng trăm đại kiếp trước, có thể là một A Tăng kỳ kiếp, và có thể rất nhiều A Tăng kỳ kiếp bây giờ nó mới trục quả. Tức là từ cái nhân nó đã tiềm ẩn lâu như thế, nó tiềm ẩn lâu ngày đến như vậy rồi, đến bây giờ nó mới trục quả. Thì tất cả những cái pháp như vậy nó đều thuộc về cái gọi là pháp về nhân duyên. Cái duyên nó tốt mạnh thì nó hỗ trợ sinh ra quả tốt, mà cái duyên yếu tốt xấu yếu, cái duyên mà duyên tốt nhưng mà nó yếu thì nó sinh ra cái quả tốt nó yếu. Ví dụ như cha mẹ và bạn bè tốt thì sinh ra cái đứa con rất là tốt, cha mẹ bạn bè xấu thì sinh ra những cái đứa trẻ nó lớn lên nó cũng sẽ xấu. Cái quả mạnh là cái quả sinh ra từ nhân mạnh và duyên mạnh, và quả yếu là sinh ra từ nhân yếu và duyên yếu. Một đứa trẻ tốt được sinh ra từ cái nghiệp thiện lớn và cha mẹ bạn bè rất tốt. Một cái đứa trẻ mà nó rất xấu nó được sinh ra từ cái nghiệp thiện của nó rất là yếu, và cái bạn bè không tốt, cha mẹ không tốt thì nó cũng sinh ra như thế. Nếu một cái nhân tốt mà được hỗ trợ bởi một cái duyên không tốt thì nó khiến cho nên là cái quả sinh ra là có tốt có xấu. Ví dụ bây giờ một cái người tạo rất là nhiều thiện nghiệp, nhưng mà cái duyên sinh ra, ví dụ sinh ra ở cái cõi người, sinh ra ở cõi người này, thì đấy là nó sinh ra một cái quả, quả làm người là có tốt có xấu. Nhưng mà nếu mà sinh ra ở cái cõi chư thiên thì cái quả nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là ở giữa cõi người cõi thiên nó có cái sự chênh lệch nhau về cái phước báo. Ví dụ như là cũng một cái hành động, cái người này bố thí, người kia cũng bố thí, hai người bố thí, một người sinh làm chư thiên, một người sinh làm người, thì hai người đấy sẽ khác nhau. Ví dụ một người mà sinh lên thiên giới, người ta có cái thân hào quang ánh sáng, có cái sự an vui tự tại, tuổi thọ thì lâu dài, người ta không có những cái nỗi khổ như là về đói khát bệnh tật chiến tranh thiên tai tai nạn. Nhưng mà có một cái người này thì lại cũng từ một cái nhân đấy, nhưng mà lại có cái ước nguyện trở lại làm người, cho nên là có cái thân người, có cái thân tứ đại này, thì nó phải có đói khát nóng nảy, nó phải có ốm đau bệnh tật, nó phải có những thiên tai tai nạn, nó có những cái nỗi khổ ở trong thân, có những nỗi khổ ở nơi tâm, có những nỗi khổ ở do cái hoàn cảnh bên ngoài nó tác động vào. Đấy, thì sinh ra làm người nó thấy do cái duyên của mình sinh ra làm người thì mình phải chấp nhận nó có cái quả tốt và quả xấu. Và nếu mình sinh về các cõi thiên giới thì thuần hưởng cái quả tốt, mình sinh về những cái cõi như là địa ngục thì mình thuần hưởng những cái quả xấu. Còn khi nào mình hết địa ngục mình sinh lên rồi thì mình mới thoát, khi nào mình hưởng hết cái quả ấy mình thoát ra khỏi rồi thì nó mới thoát ra. Thì cái nhân xấu được hỗ trợ bởi một cái duyên tốt thì nó cũng sinh ra quả có tốt có xấu. Một đứa trẻ được sinh ra nhiều cái ác nghiệp nhưng nó có duyên với cha mẹ và bạn bè tốt, và cho nên là nó có khi nó có tốt và nó có xấu. Cái nhân mạnh được hỗ trợ bởi cái duyên yếu thì nó sinh ra cái quả trung bình. Cái nhân nó rất là mạnh nhưng mà cái duyên nó yếu thì bây giờ cái quả nó chỉ trung bình thôi. Như một đứa trẻ sinh ra từ cái thiện nghiệp lớn nhưng mà nó sinh ra trong một cái môi trường toàn là những người bất thiện, thì bây giờ nó không thể nào phát triển hết cái tánh thiện nó được, đôi khi nó bị nhiễm cái tánh bất thiện ở những người xung quanh. Nhân yếu được hỗ trợ bởi cái duyên mạnh thì nó sinh ra cái quả trung bình. Một đứa trẻ sinh ra từ cái thiện nghiệp yếu nhưng có duyên với cha mẹ bạn bè có cái thiện nghiệp mạnh thì bây giờ cái phước của nó cũng ở cái mức trung bình.
cho nên là có những cái người tại sao có những cái người thì từ cái nghiệp thiện nó mạnh ấy, nhưng mà vì cái môi trường ở xung quanh nó không tạo ra những cái, nó bị hạn chế, cái quả bị hạn chế do cái hoàn cảnh, cái môi trường ở xung quanh ấy. Thì cái pháp nhân duyên ấy, thì nó sẽ làm cho mình hiểu ra được đúng những cái vấn đề đấy, mình tránh được những cái thái cực, những cái trạng thái cực đoan. Thái cực đoan thì cho rằng là chỉ có quả mà không có nhân. Ở trên đời thì người ta cứ có mỗi cái người, người ta quan niệm khác nhau, người ta chỉ nhìn thấy quả nhưng mà người ta không nhìn thấy nhân, cho nên người ta chấp vào cái quả này, người ta chỉ lo hái quả, người ta không lo trồng nhân. Bởi vì cái pháp nhân duyên này nó tiềm ẩn, nó chỉ có được thể thấy được bằng cái trí tuệ, nó thấy được bằng cái trí tuệ, bằng cái tuệ giác ngộ, chứ nó không thấy được bằng cái con mắt bình thường. Ví dụ như là mình học, mình có thể hiểu được cái nhân duyên, và có thể là có những cái người thì chấp nhận cho là cái nhân duyên này là đúng, đáng là có thật, và mình lấy cái tư tưởng đấy, mình làm cái tư tưởng của mình, và tất cả những cái hành động hàng ngày mình quan sát theo cái pháp nhân duyên đấy, là mình có thể hiểu, mình có thể biết như vậy, nhưng mình chưa thấy được cái pháp nhân duyên đấy. Nếu như mình không hành thiền, không thực hành cái pháp gọi là thiền phân biệt nhân duyên, vì vậy cho nên là cái niềm tin về cái nghiệp nhân và cái nghiệp quả của những cái chúng sinh mà chưa có thực hành cái pháp thiền tuệ phân biệt nhân duyên ấy, nó có thể là có lúc nó mạnh, có lúc nó yếu, lúc nó tăng, lúc nó giảm. Ví dụ như mình thường được nghe giảng pháp về cái nhân duyên này thì mình có thể khởi lên cái niềm tin, nhưng mà lâu ngày mình không nghe thì cái niềm tin bắt đầu nó phai nhạt dần, hoặc là một lúc nào đó mình lại được nghe một cái tư tưởng vô thần, một cái tư tưởng mà bác bỏ về cái pháp nhân duyên này, mà người ta nói là một cái tư tưởng hữu thần, có cái vị thần linh này tạo ra cái quả là tốt quả xấu này, thì lúc đấy mình sẽ sinh lên cái tạp kiến. Nhưng mà một cái người mà mình đã có thể thực nghiệm, mình đã có trải nghiệm được cái quán chiếu về cái pháp nhân duyên này rồi, thì cái niềm tin đó sẽ không bao giờ còn bị thay đổi nữa, không bao giờ còn bị lung lay, không bao giờ còn thay đổi nữa, bởi vì mình đã thực sự thấy, thực sự chứng đạt, thực sự chứng nghiệm và chứng ngộ. Vậy cho nên là ở Đức Phật mình dạy là cái pháp duyên khởi là một cái pháp rất là thâm sâu vi diệu, khó chứng ngộ. Cái pháp này rất là khó thấy và khó biết được. Và nếu một người mà không thể ngộ được cái pháp duyên khởi với ba loại trí, trí đạt chi, thẩm đạt chi và trừ đạt chi, không chứng đắc được đạo quả, thì chúng sinh đã bị rối ren trong cái vòng luân hồi, như một cuộn chỉ, như một tổ chim sâu, như một thảm cỏ, không biết đâu là đầu, không biết đâu là cuối, và không thể giải thoát ra khỏi luân hồi này được. Nếu mà một cái chúng sinh không có hiểu được cái pháp nhân duyên này, thì cái chúng sinh đó cứ quẩy quanh năm nộm ở trong cái vòng luân hồi sinh tử. Bây giờ một cái chúng sinh mà muốn thoát khỏi cái luân hồi sinh tử, thì chúng sinh đó phải hiểu được cái pháp nhân duyên, phải thấy được cái pháp nhân duyên. Cái ba cái loại trí mà cần phải thông đạt, đó là trí đạt chi, tức là cái tuệ mà phân biệt danh sắc, tức là một cái chúng sinh là phải thấy được các cái pháp chân đế, chứ không phải là mình quán chiếu trên những cái pháp mà mình có thể thấy bằng cái con mắt thường, hoặc là những cái mà mình có thể suy luận, hoặc là mình có thể đọc trên những cái khái niệm ấy, thì cái mình vẫn chưa thể giải thoát được. Mà khi nào mình phải thực sự chứng ngộ, chứng nghiệm, phải chứng ngộ cái pháp duyên khởi đấy, phải quán chiếu được, muốn chứng ngộ được nó phải có từng bước, nó phải thấy được cái sắc pháp bằng cái thân tứ đại, là mình thấy được 28 cái sắc chân đấy, và mình phải thấy được danh pháp, tức là thấy được tâm tâm sở nó sinh khởi, như là 121 cái tâm vương và 52 cái tâm sở. Mình phải phân tích ra được từng cái loại tâm, nó có các cái tiến trình tâm, mỗi một cái tiến trình tâm đấy nó bao gồm có những cái tâm, nó bao gồm rất là nhiều cái, một cái tâm thức và rất nhiều những cái tâm sở, khi nó đi kết hợp với nhau mà nó tạo thành, như là các cái tâm sở biến hành, các cái tâm sở biệt cảnh, các cái tâm sở nó thuộc về tịnh hảo, những cái tâm sở
nó thuộc về những cái tâm nó thuộc về bất thiện, bất hảo. Nó có thì mình phân tích ra được từng loại tâm, mỗi cái tâm nó là một có một cái chức năng, một cái nhiệm vụ, một cái đặc tính khác nhau. Thì phân tích được như thế thì lúc đấy mình mới có được cái trí đạt chi, hay là phải phân tích ra được cả cái nhân duyên, cái pháp duyên khởi, biết được cái vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc nhập nhập. Thì lúc đấy phân biệt được danh sắc, phân biệt được các cái nhân sinh ra danh sắc. Đấy là một cái được gọi là người đấy là người có trí tuệ, gọi là trí đạt chi, tức là đạt được cái trí tuệ, đạt được cái trí tuệ, thấy được các cái sự thật. Và một cái bước nữa đó là thẩm đạt chi, tức là mình phải thấy ra được cả cái tính sinh diệt của nó, thấy ra được cái sự vô thường. Tất cả những cái danh và cái sắc, tất cả những cái pháp mà nó thuộc về vật chất hay là thuộc về tâm tinh thần này, nó là những cái đấy nó có cái tính gọi là sinh lên và diệt đi trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, một cái sát na tâm. Là ví dụ như là mình trong một cái khoảng thời gian bằng một cái chớp mắt, nó đã trải qua hàng trăm trăm hàng ngàn những cái sát na tâm này, thì tức là cái sự sinh lên và diệt đi nó rất là nhanh. Như vậy khi mà mình tự quán chiếu, mình thấy được cái tính sinh diệt của các cái pháp đấy, nó gọi được là thẩm đạt chi, thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã, và đạt được cái trừ đạt chi, tức là nó có thể trừ được cái tham ái đối với tất cả những cái sắc pháp và danh pháp, mình thoát trừ diệt được cái tham ái, cái chấp trước, trừ diệt được những cái tưởng sai lầm, thì đấy là đạt được đến cái mức gọi là trừ đạt chi. Thì khi nào mình đạt được những cái mức trí như vậy thì lúc đấy mình mới có thể là thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Còn cái người nào mình chưa thấy được những cái điều đó thì những chúng sinh đó còn bị rối ren ở trong cái vòng luân hồi như một cuộn chỉ, như một tổ chim sâu. Thì rối ren ở đây là cái người mà không thấy được cái pháp duyên khởi này, mình chỉ thấy tại sao ở trong xã hội này mỗi người có một cái quan điểm khác nhau, mỗi người có một cái nhận thức khác nhau, mỗi người có một cái tư tưởng khác nhau, không ai giống ai, cũng cùng là một cái vấn đề. Bây giờ là một câu hỏi đặt ra, có rất nhiều câu trả lời. Những câu trả lời đấy đôi khi đối lập nhau, đôi khi trái ngược nhau. Ví dụ như là có người hỏi con người từ đâu mà sinh đến đây và chết sẽ đi về đâu. Một cái câu hỏi như thế sẽ có rất nhiều câu trả lời, những cái học thuyết, những vấn đề khác nhau. Có người nói là do một cái vị thần linh ấy sáng tạo ra, đã dùng cái thần thông biến hóa ra mình, cho mình có mặt hiện hữu ở trên thế gian này do cái ý của ngài. Có những người thì nói rằng đó là do cái sự tự nhiên, cái sự vận hành của tự nhiên, thiên nhiên, giống như cỏ cây hoa lá, tự nhiên nó mọc ra chết thì nó hết. Thì đấy nó cũng là một cái tư tưởng, một cái quan điểm. Có những cái chúng sinh có những cái quan điểm thì nó nói rằng là do những cái nghiệp thức con người nó sinh ra. Vậy thì bây giờ mình đặt ra một cái câu hỏi đó, khi chết thì sẽ đi về đâu, khi chết đi về đâu, một cái câu hỏi này. Thì mỗi người sẽ đưa ra một cái câu, mỗi một cái học thuyết, mỗi một người sẽ có những cái tư tưởng khác nhau, và những cái tư tưởng đấy nó sẽ làm cho cái văn hóa của xã hội, của con người nó trở nên rối ren, nó trở nên điên đảo, mà mình không biết đâu là đúng, đâu là sai. Cho nên là có người đó là chết rồi thì sẽ hết, có những người thì nghĩ là như thế, chết rồi là hết. Nhưng mà cũng có cái câu trả lời thì nói rằng là chết rồi thì sống ở dưới âm phủ, thì âm phủ ở đâu? Có người thì nói là chết rồi thì lên thiên đàng, có người nói chết rồi xuống địa ngục, có người là thông thường thì nói là chết rồi là thành ma, chỉ đơn giản như thế. Cho nên là người ta chết rồi thì là ma, cho nên người ta cúng cho ma ăn. Ma cũng cần ăn, ma cũng cần ở, ma cũng cần mặc quần áo. Cho nên là người ta phải cúng thức ăn, để cúng nhà cửa, chỗ ở, để cúng áo quần cho người ta mặc. Bây giờ cho nên là cái văn hóa xã hội nó trở nên bị rối loạn, trở nên bị rối ren, nó trở nên bị điên đảo. Bởi vì làm sao? Tại sao là mỗi một người lại có cái lý thuyết khác nhau, có cái lý luận khác nhau, có cái tư tưởng khác nhau, có cái nhận thức khác nhau? Bởi vì người ta không thấy được cái pháp duyên khởi, không thấy được pháp duyên khởi, cho nên là ở trên đời này cái
con người nó trở nên đối đen như thế, nhiều cái tư tưởng như thế. Còn nếu mà thấy được cái pháp duyên khởi rồi thì mọi người sẽ thấy được cái sự thật, đó là do có nhân có duyên thì nó sẽ có quả. Ở trên đời này nó có nhân có duyên, cho nên là tất cả mọi cái những cái chuyện được mất hơn thua hay là vui buồn khổ đau của mình, nó là do có cái nhân và nó có duyên, bây giờ nó trổ quả. Những cái khổ đau hay là hạnh phúc của tất cả chúng sinh, nhưng mà có nhân có duyên thì nó trổ quả. Tất cả mọi cái hành động khác thì mình hiểu ra được cái nhân duyên rồi thì lúc này mình thứ nhất là mình sẽ có thể biết cách tạo những cái nhân gì cần tạo và biết cách diệt trừ những cái nhân gì cần diệt trừ. Thứ nhất là mình phải hiểu về cái pháp nhân duyên, và khi mà có hiểu được nó rồi thì mình có thể tạo tác được nó. Mình biết rằng là mình muốn ăn cái quả này thì mình phải tạo cái nhân đó, muốn ăn quả nào thì mình tạo cái nhân đấy. Bây giờ có người, bây giờ mình có mong muốn gì, mình muốn cái gì ở trên đời này. Bây giờ mỗi người sẽ có những cái nguyện vọng khác nhau, và những cái ước muốn khác nhau, những cái mục đích khác nhau, những cái mong cầu khác nhau, những cái ý tưởng khác nhau. Bây giờ mình có muốn đạt được những cái điều đó không? Muốn đạt được những cái điều đó thì bây giờ mình làm gì? Mình làm gì để đạt được? Ví dụ bây giờ mình muốn ăn trái xoài mà, tôi cứ đi sang nhà hàng xóm mình chòi xoài mình ăn được không? Mình ăn quả của người ta thì làm sao? Để ăn quả của người ta thì người ta đánh cho mình rụng răng đó. Vì vậy cho nên là mình muốn ăn thì ăn cái quả của mình, đừng ăn quả của người. Bây giờ mình muốn giàu sang, mang nải chuối đến chùa cúng Phật, Phật phù hộ cho con muộn mai bán đắt, con có nhiều tiền của vàng bạc thăng quan tiến chức. Thế mình ăn quả của ai? Mình muốn ăn quả của Phật này. Phật có cho mình ăn không? Mình kêu cầu nó không được. Mình có nhân thì nó sẽ có quả, nhưng có nhân nó đi xin. Bây giờ mình thấy người khác giàu có, mình đến mình xin, người ta cho. Mình cho nhưng mà thì mình phải trả lại cái gì đó. Cho nhưng mà cũng là một cái sự mắc nợ, không dễ gì mà đạt được những cái mình mong muốn. Vậy thì thấy được cái pháp nhân duyên rồi thì mình phải biết à, mình muốn thì bây giờ là tạo nhân. Muốn giàu có thì mai mang có cái gì mang đi bố thí. Bố thí nhiều và thì sẽ giàu nhiều, bố thí thì giàu ít. Bố thí thường xuyên thì cho cái nghiệp ấy nó mạnh lên thì sau này sẽ được nhiều nhiều. Mình phải biết bố thí vào, giống như là trồng, mình có hạt giống mình phải trồng ở cái chỗ nào, trồng ở cái chỗ nào để cho nó trổ quả, tức là mình phải biết cách có nhân, là mình phải biết cách tạo ra cái duyên phù hợp, tạo ra cái duyên thích hợp để cho cái nhân đó nó trổ quả. Chứ còn mình không biết tạo ra cái duyên thích hợp, mà mình có một tí nhân thôi, nhưng mà mình muốn có thật nhiều duyên. Mình có nhân mà mình có thật nhiều duyên, ví dụ như mình chỉ có một cái một người đàn ông lại muốn có rất nhiều người đàn bà, thì cái người đấy sẽ làm sao? Thì cái duyên nó nhiều quá nó sẽ làm cho nhân chết sớm. Như bây giờ mình chỉ có một hạt thóc thôi, mình muốn đi gieo nhưng mà mình lại ngâm nó xuống cái bùn rất là sâu, mình cho nó rất nhiều phân, nó ủ đầy lên là nó sẽ nó chết, nó quá nó bị bội thực nên nó chết. Vậy bây giờ cũng là cái nhân đấy, nó có nhiều cái nhân mà mình bây giờ mình muốn đạt được những cái điều mình mong muốn ấy, thì mình phải tạo cho cái nhân nó mạnh. Rồi là cái duyên, cái duyên nó phải hài hòa, cho cái nhân ít mà mình muốn cái duyên nó nhiều, thì là cái duyên nó sẽ đẻ chết cái nhân. Mà mình có nhân mà không có duyên thì cái nhân này nó cũng sẽ không trổ quả. Vậy cho nên là phải tạo nhân và phải tạo duyên. Ví dụ như là một cái người bây giờ mình ước muốn chứng đắc niết bàn, hay là một cái người chúng sinh là ước muốn thành Phật, thì đấy là cái nhân, nhưng mà mình phải tạo duyên cho cái nhân đấy nó trổ quả. Có cái ước muốn đấy thì mình phải tạo cái duyên, đó là tích lũy các ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tham nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật. Thế tất cả những cái điều đó, những cái yếu tố nhân duyên đó khi nào nó đầy đủ thì nó sẽ trổ quả và mình sẽ đạt được. Nhưng bây giờ mình muốn chứng đắc niết bàn nhưng mình chỉ tạo mỗi một cái nhân, mình ước muốn chứng đắc niết bàn nhưng mình chỉ tạo cho nó một cái, đó là mình chỉ có bố thí không này,
lần nào bố thí cầu mong chứng đắc niết bàn, xong rồi hôm sau bố thí lại chứng đắc niết bàn, bố thí lại cầu mong chứng đắc niết bàn, thì sau này nó trổ quả nó làm sao? Nó trổ cái quả cái nhân là mình muốn chứng đắc niết bàn cho mình gặp chánh pháp, nhưng mà nó trổ quả nó gặp cho mình gặp đầy dẫy cái sự bố thí của người khác ấy. Nên mình có quá nhiều thứ tiền tài vật chất rồi là mọi thứ nó đầy ngập lên, nên là không còn thời gian để tu tập nữa, thì có chứng được không? Đấy là cái duyên nó quá nhiều và nó sẽ đè chết cái nhân luôn, làm cho cái nhân không có trổ quả. Vậy thì cho nên là nó phải có cái duyên, nó phải phù hợp tạo có cái nhân, nhưng mà nó phải có những cái duyên phù hợp, cái duyên nó phải cân đối, nó phải vừa phải. Nếu mình muốn chứng đắc niết bàn mình cũng cần phải có bố thí, mình bố thí thì sau này cái nhân đấy mình mới có cái duyên là có những người khác hỗ trợ cho mình. Mình phải có cái sự giữ giới, mình phải có cái sự hành thiền, mình phải có giới, có định, có tuệ, thì mình tạo đủ cái duyên cho nó thì nó mới trổ quả được, chứ nó thiếu một duyên nó không trổ quả. Ví dụ bây giờ mình muốn chứng đắc niết bàn, mình có giữ giới, mình có hành thiền định nhưng không có tuệ, nó không chứng được niết bàn. Mình có bố thí rồi mình có cung kính, có cái sự phục vụ, nhưng mà mình lại thiếu cái hành thiền, hoặc là thiếu cái từ tâm, thiếu cái xả tâm, thiếu cái chân thật, thì tất cả những cái ba la mật này nó chỉ cần thiếu một cái, nó chỉ cần thiếu đi một cái là cái nhân đấy nó không trổ quả được. Nó không giống như là bây giờ một cái hạt thóc nó muốn trổ được quả thì nó phải có đất, có nước, có ánh sáng, nó phải có phân, nó phải có cái sự làm cỏ, nó phải có nhiều cái công lao, nhiều cái duyên nó hỗ trợ, nó tác động vào đấy thì nó mới thành tựu được. Bây giờ trong cuộc sống bây giờ mình ước muốn một cái điều gì đó, nhưng mà mình biết cách tạo nhân và tạo duyên cho nó được quân bình, cho nó hài hòa, cho nó cân đối thì mình sẽ đạt được những cái mục đích của mình. Nhưng mà cái sự tạo nhân và tạo duyên trong cái pháp quán về nhân duyên là nói về cái nhân và quả của danh và sắc. Tức là một cái người mà hành thiền tuệ để mà quán chiếu về nhân duyên ấy, là cái người đó sẽ quán chiếu những cái nhân quả của danh sắc, tức là của cái thân năm uẩn này. Ví dụ cái người đấy sẽ quán chiếu tại sao mình có cái thân này, thì cái người đó sẽ phải dẫn tâm hướng tâm về cái đời sống quá khứ, mình sẽ thấy được cái nhân ở trong quá khứ là do vô minh này, do tham ái, do chấp thủ, do cái hành động tạo nghiệp để lại cái nghiệp hữu mà nó sinh ra cái nhân làm thân người này. Vậy thì cái mà vô minh, tham ái, chấp thủ đấy là gì? Ví dụ như là một cái người mà mình còn có cái ái nhiễm đối với cái kiếp sống của người, ở cái kiếp người này. Ví dụ mình còn ưa thích, mình còn có sự ưa thích đối với sắc thân người, mình còn có ưa thích đối với lại cái sự sống thì đấy là nhân. Và cái duyên nó tạo ra và cái đấy gọi là phiền não luôn, và mình tạo cái nghiệp nó tương xứng trở lại làm người. Rồi khi mà mình có cái duyên trở lại làm người rồi, mình được hỗ trợ bởi những cái nhân hiện tại như là thời tiết, có như là vật thực, như là cái sự hỗ trợ của thức ăn, cái sự hỗ trợ của rất nhiều những cái nhân duyên ở trong hiện tại này nữa. Từ cái tâm thức, cái nhận thức, cái học thức ở hiện tại này, từ những cái môi trường, cái hoàn cảnh xung quanh, nó đều là những cái yếu tố nhân duyên mà nó tác động vào, nó làm cho cái thân của con người này nó có tốt có xấu, là nó do cái thân thể con người nó có tốt có xấu là do cái nhân ở quá khứ. Nhân tốt thì bây giờ nó sinh ra cái sắc tốt, cái nhân xấu thì nó sinh ra cái sắc xấu. Mà cái nhân mà tốt nó mạnh thì bây giờ cái sắc, cái tốt ở cái sắc này nó rất là mạnh. Mà cái nhân tốt nhưng mà nó yếu thì bây giờ nó sinh ra cái sắc thân này nó cũng không được tốt lắm, không được mạnh lắm. Thì bắt đầu các cái nhân của các cái tâm thọ tưởng hành thức, các cái sự cảm thọ của mình ở các cái giác quan khác nó cũng thế. Bây giờ mình có cái cảm thọ khổ yêu, nó cũng do những cái nhân ở quá khứ từ những cái nghiệp bất thiện, nhưng mà mình có những cái cảm thọ hoan hỷ an lạc, cái cảm thọ mà mình hài lòng ưa thích những cái điều mà mình gặp được, những điều mong muốn, thì nó cũng từ cái nhân ở quá khứ là vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp, và nó là những cái nghiệp mà nghiệp tốt thì bây giờ mình có những cái, mình luôn luôn gặp những cái điều tốt, nhưng về nó sẽ trổ những cái quả về tâm thức.
Thế thì những cái nghiệp ở trong quá khứ nó sẽ trổ cái quả vào cái thân và cái tâm của mình ở hiện tại này. Và những cái quả ở hiện tại này nó cũng hỗ trợ, nó tác động cho. Rồi là từ cái quả này là cái sắc thọ tưởng hành thức này, trong đó nó lại tiềm ẩn tiếp là cái nhân là vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp. Và nó sẽ trổ cái quả ở tương lai, đó là sắc thọ tưởng hành thức ở tương lai. Vậy thì cái pháp quán nhân duyên là cái pháp để mình tìm ra được cái nguyên nhân của cái dòng sinh tử luân hồi. Tức là mình sẽ tìm ra được cái nguyên nhân của cái nỗi khổ đau sinh tử, đi quán chiếu nhân duyên. Tức là cái phương pháp quán chiếu nhân duyên là cái phương pháp để cho mình tìm ra được cái đầu mối, cái nguyên nhân của cái thân năm uẩn. Và thì cái nguyên nhân là do từ trước giờ mình chấp thủ năm uẩn, mình tham ái năm uẩn, do cái sự vô minh che đậy, cho nên là tạo ra những cái thiện nghiệp và ác nghiệp khác nhau. Nó khiến cho cái thân năm uẩn nó cứ chết đi rồi nó lại tái sinh những kiếp sống khác, nó cứ chết đi tái sinh những kiếp sống khác. Rồi có lúc thì nó sinh vào những cái cõi khổ như địa ngục, ngã quỷ, chúng sinh. Có lúc thì nó sinh lên những cái cõi thiên giới hay là cõi người, cõi đời này. Thì bây giờ mình hiểu ra nó là do vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp là nhân, cho nên nó có cái quả là cái sắc thân này. Thì hiểu được nó rồi thì bây giờ cái việc của mình đó là diệt trừ cái vô minh tham ái chấp thủ này bằng cái cách phát triển cái trí tuệ giác ngộ, thấy được các cái sự thật này, thấy được cái tính vô thường của vô ngã của nó, là cái tính thẩm sát đấy. Từ cái sự phát triển về cái trí tuệ, thấy được ra cái sự thật của thân này, thì lúc đấy mình sẽ đạt được cái trí tuệ là diệt trừ được, trừ được cái vô minh, trừ tham ái, trừ được cái chấp thủ đi, thì lúc đấy nó giải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi khổ đau này, cái dòng sinh tử này. Thì cái pháp quán duyên khởi này, quán để cho mình thấy ra được cái nhân sinh ra cái thân tâm này, và cái nhân là có thể diệt ra được cái sự tái sinh này. Thì cái phương pháp quán chi tiết của nó thì mình phải sẽ học vào một cái buổi sau, mình sẽ quán chi tiết từng cái nhân và từng cái quả, cái nhân từng cái quả của một cái kiếp sống, từ cái lúc mà nó bắt đầu đi tục sinh cho đến cái cuộc sống hiện hữu thường nhật và cho đến cái thời điểm tử, rồi có thể nuôi về nhiều cái đời kiếp về quá khứ và có thể hướng đến những cái kiếp tương lai, cho đến cái kiếp tương lai cuối cùng được. Nên là thông qua cái pháp quán nhân duyên này, mình sẽ thấy được những cái hành động tạo nghiệp của mình ở trong kiếp quá khứ, nó khiến cho mình có cái quả ở hiện tại. Mình sẽ thấy được những cái hành động tạo nghiệp ở trong hiện tại, nó sẽ trổ cái quả ở tương lai. Và tùy theo cái năng lực của cái pháp quán nhân duyên đấy, mình có thể thấy được những cái kiếp quá khứ rất xa và có thể kia thấy được đến những cái kiếp tương lai cuối cùng. Đấy là cái năng lực của cái thiền tuệ phân biệt nhân duyên. Idame punyam asavakadam bahamotu. Idame punyam nibbanassa acayo otu. Mama punyabhagam sapasatthanam pacemi Tesape etamam punyabhagam rapandu sadhu sadhu.